Một pha đập bóng từ hàng sau. Thêm một điểm nữa cho Ninh Bình. 3-1. Pha phát bóng của Bích Tuyền. Phòng thủ không thật tốt ở hàng sau. Và đó là một điểm nữa dành cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Bóng chạm chắn ra ngoài. Cách biệt được gia tăng lên thành 3 điểm. Cô là cầu thủ trẻ nhất, mới 18 tuổi. Chạm chắn ra ngoài. Bóng đi chéo sân. Bóng cắm hướng vào vị trí của libero Bùi Thị Huệ. Đổi phát bóng cho cầu thủ Ninh Bình. 3 đều. Một pha tấn công dọc biên. Đó là pha phối hợp không ăn ý giữa các cầu thủ Thái Bình. Thêm một điểm nữa cho cầu thủ Ninh Bình Liên Việt Postbank. Điểm rơi gần vạch 3m. Lần này bóng hướng đến vị trí của Nguyễn Thị Trinh. Phạt được bóng tốt của Nguyễn Thị Trinh. Bóng găm thẳng vào chân của libero Bùi Thị Huệ. Bóng vẫn trong sân. 15-9 cho Ninh Bình. Lý Thị Luyến là phụ công có hiệu suất chắn bóng có thể nói là top đầu ở nửa đầu mùa giải 2023 này.
Như vậy là theo những thông tin mà chúng tôi có được thì phụ công Lưu Thị Huệ sẽ không góp mặt trong phần còn lại của trận chung kết nữ ngày hôm nay. Phụ công Lưu Thị Huệ đã được đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra. Nguyễn Thị Trinh, bóng hướng đến vị trí của Tichaya. Vũ Hùng Vương không sử dụng hệ thống video challenge ice. Điểm cho Ninh Bình Liên Việt Postbank 14. Và đánh bóng của Nguyễn Thị Trinh. Nguyễn Thị Thủy. Và xử lý của Bích Thủy. Bích Tuyền, một tình huống bỏ nhỏ nhưng không đủ hiểm hóc. Nguyễn Thị Trinh. Và phòng thủ hàng sau của Hồng Ngát. Đây là cơ hội cho Hóa Chất Đức Giang tia sáng. Nguyễn Thị Thủy. Nguyễn Thị Trinh. Bóng trong sân 21-20 cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. 21-20 cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Vẫn còn hy vọng cho thầy trò huấn luyện viên Thái Anh Tùng. Pha bỏ nhỏ của Kanika. Nguyễn Thị Thủy, Kanika không qua được tay chắn của Nguyễn Thị Trinh. Hồng Ngát phát bóng. Hoài My chuyển cho ai? Đó là Nguyễn Thị Trinh. Điểm cho Ninh Bình lên về Postbank 19-17.